Chào các bạn, để hỗ trợ quý khách hàng cũng như là tổ đội vận hành dưới công trình và giúp các bạn hiểu thêm về nguyên lý hoạt động cũng như là cấu tạo của sàn treo gondola. Hôm trước tôi đã hướng dẫn về phần cơ khí rồi. Hôm nay tôi tiếp tục hướng dẫn với các bạn về sản phẩm Sky Bimil. Đây là tủ điện của bên Sky Bimil, chuyên dụng trong sàn treo gondola. Các bạn có phát hiện ra điều gì không? Thứ nhất, để đảm bảo tuổi thọ cũng như tính ổn định, và sàn treo của chúng ta là sàn treo để ngoài trời, nên chúng tôi đã quyết tâm cải cách chất lượng. Các bạn thấy vật liệu đều bằng inox sẽ đảm bảo là chống han rỉ. Ngoài ra chúng tôi có thiết kế hệ thống để thoát nước, máng nước, bắc chéo, nước mưa vào. Tất cả các nút bấm đều được làm sao bịt nước để chống nước mưa vào qua răng. Các bạn thấy có đẹp không? Và sơ qua chúng ta sẽ nhìn thấy đây là những nút cơ bản nhất trên tủ điều khiển của sàn treo gondola. Nhà thầu Sky Bimil chúng tôi rất tự hào là một trong những đơn vị đầu tiên, các bạn, đầu tiên cung cấp sản phẩm sàn treo gondola vào Việt Nam. Qua lịch sử với gần 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi Sky Bimil Việt Nam cam kết sẽ cung cấp sản phẩm có tính năng ổn định, an toàn và tuổi thọ cao cho quý khách hàng. Tôi quay lại về các nút trên tủ điều khiển của sàn treo gondola. Đây là sàn treo tiêu chuẩn. Chúng ta sẽ nhìn thấy cái đầu tiên, chúng ta sẽ đi từ bên trái sang bên phải. Chúng ta nhìn thấy đầu tiên là đèn báo nguồn. Đèn này sẽ có chức năng báo cho chúng ta biết là tủ đã được cấp nguồn điện hay chưa. Và tất nhiên các bạn phải lưu ý, nếu nút stop này đang ở trong chế độ là hiệu dụng thì cái đèn này sẽ không sáng, và chúng ta phải mở ra, chúng ta xoay theo chiều mũi tên. Đấy, các bạn lưu ý nhé. Đấy, các bạn không được xoay ngược chiều mũi tên này. Các bạn xoay đúng chiều mũi tên để chúng ta mở nút nguồn lên, và khi đó thì nguồn điện của mạch điều khiển mới bắt đầu có hiệu dụng. Tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy hai nút này tượng trưng cho up and down. Up là gì? Up là ấn nút lên, và down là điều khiển xuống. Nút giữa là nút dừng khẩn cấp, tôi vừa giải thích rồi. Khi có sự cố ở hiện trường hoặc có những tình huống khẩn cấp, chúng ta ấn thẳng tay vào. Sau khi xử lý sự cố xong để hoạt động lại, chúng ta phải xoay lại theo chiều mũi tên. Và ngoài cùng là nút gì? Là nút để chúng ta lựa chọn động cơ. Để giữa thì cả hai động cơ đều chạy, chúng ta chuyển sang phải thì động cơ bên phải chạy, chúng ta chuyển sang trái thì động cơ bên trái chạy. Mục đích để làm gì? Để chúng ta lấy thăng bằng cho sàn của chúng ta không bị nghiêng, tránh rơi vãi các vật liệu thi công ở trên sàn, và nếu mà nghiêng quá thì khóa an toàn sẽ giữ lại. Và nữa, rất đơn giản, nhiều bạn khi nhìn những cái tủ đơn giản như này, các bạn cũng không biết là mở nó như thế nào. Các bạn lưu ý, mở rất đơn giản, bạn mở cái này đây, gạt lên, sau đó bạn quay sang bên trái và bạn kéo nó ra. Đấy. Tương tự cũng như vậy, khi đóng vào các bạn cũng lại đóng lại cho tôi như vậy, và xoay ngược lại, xong các bạn ấn thẳng xuống. Các bạn lưu ý làm rất nhẹ nhàng, cẩn thận, không vặn mạnh lực quá, không vặn ngược chiều làm gây hư hỏng. Tiếp theo tôi giới thiệu sơ qua bên trong, cấu tạo bên trong tủ. Các bạn nhìn
gồm những gì nhỉ? Nguyên lý của tủ như thế nào? Nếu các bạn có nhu cầu, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline 0988 368 777. 0988 368 777. Nhà thầu Sky BMU Việt Nam cam kết sẽ cung cấp hàng hóa thiết bị có chất lượng ổn định, độ an toàn cao và tuổi thọ bền cho quý khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn.